thể không liên quan tránh ra. Bảo vệ Sato tiên sinh. Ở đất nước của chúng tôi, nhưng tôi vẫn tôn trọng tập tục của nước ông. Ông tự giải quyết đi. Sư huynh, thế nào rồi? Trường Cấp Xuyên chết rồi. Sao tôi vẫn còn sống? Võ quán Phúc Quy. Chị Hân đâu? Cô ấy ra ngoài có việc rồi. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Trần Chân to gan dám hành thích tôi. Trần Chân dám hành thích ông? Cậu ta to gan quá rồi đó. Hắn giết thuộc hạ Trường Cốc Xuyên của tôi. Lần này dù thế nào tôi cũng không bỏ qua cho hắn ta.
Chứng cứ đâu? Lời nói của tôi chính là chứng cứ. Ông nổi nóng với tôi cũng vô ích thôi hả? Tôi đâu thể dựa vào lời nói của ông mà bắt người được. Như việc Trần Chân nói Trường Cốc Xuyên giết chết Phương Chí Quy, tôi đâu thể nào dựa vào lời nói rồi bắt Trường Cốc Xuyên, có phải không? Bây giờ chúng tôi tới nhà họ Phương cùng đối chất với tên Trần Chân đó. Trời ơi, sao tôi tiên sinh như vậy là không có hay lắm đâu hả? Chúng tôi không bằng không chứng qua đó là quấy nhiễu người dân rồi. Tôi chính là bằng chứng. Nếu như ông không đi với tôi, bây giờ tôi cử người tới nhà họ Phương đập nát võ quán. Được, tôi sẽ đi cùng với ông xem sao. Được chưa? Mấy người ở yên trong nước mình tốt biết mấy. Đi. Các ông tới có chuyện gì? Chúng tôi tìm Trần Chân. Tìm Trần Chân làm gì hả? Đại An, có Trần Chân hay là không có? Có thì cậu hãy kêu cổ ấy ra đây. Ai nói không có tôi? Trần Chân, cậu to gan dám hành thích tôi. Anh thích ông? Ông đề cao tôi quá rồi. Bây giờ ông là một người có thể hô mưa gọi gió, tự tung tự tác ở đất nước chúng tôi. Ai dám hành thích ông được chứ? Ở trước mặt Sato tiên sinh còn không thừa nhận hay sao? Ai có thể chứng minh? Sato tiên sinh có thể chứng minh được. Vậy thì thật kỳ lạ. Người nhà họ Phương có thể chứng minh Trần Chân luôn ở trong nhà, không đi đâu hết, sao có thể hành thích Sato ông được chứ? Kim cục trưởng, ông coi mà làm đi. Trần Chân à, nếu đã có người tố cáo cậu, dựa theo trình tự, cậu tới cục cảnh sát đi ha. Kim cục trưởng, vô duyên vô cớ, sao phải tới cục cảnh sát chứ? Thì đi cũng chỉ hỏi vài câu để ghi khẩu cung, không có gì thì được về. Có quỷ mới tin lời của ông nói, biết đâu vào đó rồi không ra được nữa sao? Đại An, cục trưởng đã nói như vậy rồi, vậy mời Trần Chân đi cùng chúng tôi, dẫn người. Chà, đông vui quá ha. Có Long Thiệu Cơ tôi ở đây, thì mày dám động vào Trần Chân, còn không mau bỏ súng xuống cho tôi. Nè, bỏ xuống, bỏ xuống. Long sư trưởng à, tôi không đắc tội ông chứ? Cậu đã sắp đắc tội rồi đó. Bây giờ đưa người của cậu lùi xuống hết. Được. Nè, không đủ chứng cứ, rút. Long sư trưởng, ông còn nhớ quy tắc mà chúng ta đã giao ước chứ? Nhớ chứ, hơn nữa tôi còn nhớ rất là rõ ràng. Ông từng hứa với tôi, liên quan quân đội tôi sẽ không mạo phạm ông, còn về việc kinh doanh ông sẽ không can thiệp. Nhưng mà bây giờ không phải là chuyện về việc kinh doanh nữa. Lục Đại An là con trai của tôi, Trần Chân là phó quan của tôi, liên quan việc nước đương nhiên là tôi phải quản rồi. Phó quan hả? Trần Chân là phó quan từ khi nào vậy? Ý tôi nói là ngay bây giờ. Được, ông muốn nhúng tay vào, vậy thì tôi để hắn sống thêm mấy ngày. Tôi coi ông bảo vệ hắn ta được một ngày, có bảo vệ hắn ta được cả đời hay không? Long Lộ Gia, sao ông lại tới đây? Là Chí Hân kêu tôi tới, cô ấy sợ cậu xảy ra chuyện. Xem ra điều Chí Hân lo lắng là đúng rồi. Nếu như hôm nay tôi không tới thì cậu gặp rắc rối lớn rồi đó. Sao tôi không phải là người dễ đối phó? Chúng ta lúc nào cũng phải cẩn thận. Em yên tâm đi. Nhưng mà những lời hắn ta nói lúc nãy, cậu cũng phải cẩn thận đó nha. Tôi đang lo là hắn sẽ không kiên nể gì mà trả thù cậu.
Tôi biết rồi. Báo cáo. Sư trưởng, có thư của sở. Đọc. Quân đội kẻ địch khiêu khích quân ta ở cầu Lư Câu, chỉ huy lệnh cho ngài lập tức trở về sở. Nhìn thấy rồi chứ? Bắt đầu rồi. Mọi người tự lo cho mình đi. Bán đào. Hả? Ê, nè, anh coi. Qua đây. Anh coi kìa, người nước ngoài bán đao kìa. Chuyện này là sao? Anh coi kìa. Nè, đao này bao nhiêu tiền vậy? Đúng vậy, bao nhiêu tiền à? 30 đồng đại dương. Ê trời ơi, mắc quá rồi. Với số tiền đó mua chỗ khác được 5 cái đó. Đúng vậy, còn không phải sao? Chơi mắc thì xin mời đi giùm. Chẳng phải chỉ là đồng nát thôi sao? Làm như là bảo bối vậy. Đúng người nước ngoài ăn xin. Mấy thứ đồng nát này chặt đốn cũng chặt không nổi nữa. Còn không phải sao? Giữ lại để đi nhà giết gà đi. Đi. Đao này bán bao nhiêu tiền vậy? 30 đồng đại dương. Ê, có thành ý mới được động vào. Tĩnh Vân, lâu rồi không gặp. Anh là một võ sĩ, sao lại muốn bán đao? Rửa tay gác kiếm, rời xa giang hồ. Tôi mua đao sẽ chia ba điều không mua. Lai lịch không rõ ràng không mua. Di vật người mất tôi không mua. Vì cuộc sống bức bách đành bán đao tôi cũng không mua đâu. Tôi cũng có ba điều không bán. Không bán hỏi lai lịch của đâu. Không bán người không hiểu đâu. Nếu như trả giá càng không bán. Tĩnh Vân à, thân là một đao khách, nếu không phải gặp cảnh khó khăn tuyệt đối sẽ không bán món đồ mà mình yêu thích đâu. Tôi đã nói với anh rồi, rửa tay gác kiếm, tôi sẽ không dùng tới đao nữa. Tĩnh Vân à, đao thì anh cứ giữ lại, còn tiền này coi như tôi tặng cho anh. Đã cầm tiền của anh rồi thì đao thuộc về anh. Tĩnh Vân à, anh với Diễm Như đang ở đâu vậy? Thanh đao này của Tĩnh Vân. Là đao của Tĩnh Vân. Lúc em đang đi trên đường thấy anh ấy đang bán đao. Tại sao Tĩnh Vân lại bán đao? Em nghĩ chắc bất đắc dĩ lắm mới phải bán đi, nên em mua lại đao của anh ấy. Anh ấy với Diễm Như đang ở đâu? Anh ấy không chịu nói, cầm lấy tiền ném lại đao rồi đi ngay, có cản cũng không cản được. Đại An, bây giờ ngoài đường có động tĩnh gì không? Bây giờ dân chúng ở trong thành đều tự phát quyên tiền quyên đồ, chi viện quân đội kháng chiến chống lại kẻ thù. Nghe nói kẻ thù tiến đánh vào thành vô cùng ác liệt, không biết quân đội có chống cự nổi không? Chú Bỉnh trở về nói chính phủ thành phố không còn người nào, đám quan lão gia đó khăn gói to nhỏ dọn đồ lên xe lửa rồi. Coi ra chính phủ đã định từ bỏ Bắc Bình rồi. Diễm Như, anh về rồi đây. Anh về rồi hả? Nè, sao anh lại mua đồ nhiều như vậy chứ? Em quên rồi sao? Hôm nay là 100 ngày con chào đời. Anh đã hứa với em, dựa theo phong tục của nước em là 100 ngày cho con mà. Nhưng anh mua đồ nhiều như vậy, tiền đâu mà mua vậy chứ? Con được 100 ngày tuổi, tốn chút tiền là chuyện đương nhiên thôi. Chuyện này em không cần phải lo, anh đương nhiên sẽ có cách mà. Tĩnh Vân, đao của anh đâu? Bán rồi. Anh quyết định không làm võ sĩ nữa, sống một cuộc sống yên ổn bên em. Nhưng mà hai thanh đao này anh luôn mang theo bên người, bây giờ đột nhiên không còn nữa, em cảm thấy như thiếu gì đó. Dù sao cũng đã bán rồi. Nè, chúng ta làm 100 ngày cho con thôi. Vào trong đi, em chuẩn bị nấu cơm.
Diễm Như, em chưa nấu xong sao? Sắp rồi. Mau lên, anh có điều bất ngờ cho em đi. Em cũng có điều bất ngờ cho anh. Được, em mau lên nha. Ừ. Tỉnh Dân. Ờ. Diễm Như à, em mặc kimono là muốn để cho anh vui có phải không? Anh cũng như vậy đó thôi. Mặc trường bào của đất nước em cũng vì muốn làm cho em vui. Lúc em vừa mới bước ra, anh còn tưởng là một cô gái của đất nước anh chứ. Anh mặc trường bào của đất nước em trông cũng rất là đẹp trai. Anh đi ẵm con tới đây đi, chúng ta làm lễ trăm ngày nha. Con trai, gọi mẹ đi. Nó mới được trăm ngày tuổi sao mà biết nói sớm vậy. Mẹ sinh con đã vất vả lắm rồi. Nè, chúng ta cúi đầu cảm ơn mẹ. Chúc cho mẹ của con cuộc sống vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Trăm ngàn việc tốt cũng không tốt bằng cả nhà chúng ta ở bên nhau. Trăm ngàn sự vui không bằng niềm vui đoàn viên. Tỉnh Dân. Chúng ta lấy trà thay rượu. Chúc con trai chúng ta sau này có thể lớn lên khỏe mạnh. Lão gia, trà táo của ngài xong rồi. Để đó đi. Lão gia, hôm nay là ngày gì hay sao? Không phải là ngày gì hết. Không phải ngày gì hết mà ngài coi lịch lâu như vậy để làm gì? A Lan à, gần đây có tin tức gì của tiểu thư không? Không có. Bây giờ con trai của Diễm Như chắc cũng được 100 ngày rồi. 100 ngày rồi, nhanh vậy sao? Sưởng sợi đã đóng cửa rất nhiều ngày rồi, không nhanh sao được chứ. Lão gia, ngài còn dặn dò gì không? Chút nữa cô nói với thường quý, kêu một người ngày mai đi Thiên Tân làm chút việc cho tôi, nhân tiện thả lỏng người. Ừ, dạ được. Diễm Như, em đang coi gì vậy? Anh coi, không ngờ trên cây lại nở một đóa hoa rồi. Có người nói với anh là nếu bạn thích đóa hoa này thì hãy hái nó xuống. Em thấy đóa hoa này như đang nhìn thấy bản thân mình vậy. Tuy rằng rất cô đơn nhưng cũng rất kiên cường. Đáng tiếc nó chỉ nở có một đóa. Nếu không thì anh đã hái nó xuống đây cài lên cho em rồi. Ờ đúng rồi, em có thứ này tặng anh.
tuy chỉ làm bằng trúc, nhưng nếu như anh không có kiếm ở trên người, vậy thì sẽ không còn là anh nữa. Hai thanh kiếm này làm trông giống y như thật vậy. Anh sẽ giữ gìn thật cẩn thận. Diễm Như, Diễm Như, Diễm Như à, em làm sao vậy? Không sao. Em bị sốt rồi Diễm Như. Diễm Như, Diễm Như, Diễm Như à. Bác sĩ, rốt cuộc cô ấy bị bệnh gì? Cô ấy bị truyền nhiễm sau khi sinh cũng bị lâu lắm rồi. Số lượng bạch cầu trong máu bây giờ đã xuống rất thấp. Sao bây giờ mới đưa tới đây? Nhưng mà trước đó bác sĩ à, nhưng mà tôi không phát hiện là cô ấy bị bệnh. Cô ấy suy nhược tới như vậy cậu nhìn không ra sao? Tôi tắc trách quá rồi. Tình hình của bệnh nhân rất nguy hiểm, cần phải lập tức nằm viện chữa trị. Nằm viện? Không phải tôi đang hù cậu đâu. Nếu không lập tức nằm viện chữa trị, có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nằm viện cần bao nhiêu tiền? Đặt cọc trước 500 đại dương. Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy. Hay là cứ nằm viện trước, rồi tôi sẽ đi gom tiền. Chuyện này không có tiền thì không nằm viện được. Tôi không thể làm gì hơn đâu. Tôi kê thuốc cho cô ấy, miễn cưỡng duy trì được mấy ngày. Nếu như sau một tuần nữa mà không nằm viện thì sẽ rất nguy hiểm đó. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Tỉnh Vân, cậu tới có chuyện gì? Tôi có việc gấp muốn gặp bác Hứa. Lão gia đi Thiên Tân rồi. Khi nào bác ấy mới trở về? Không rõ lắm, có lẽ một hai ngày, có lẽ là hai ba ngày. Thật không đúng lúc chút nào. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi có chuyện rất gấp, cần dùng một số tiền. Nhưng mà lão gia không có nhà, không mở két sắt được. Hơn nữa xưởng sợi cũng bị ép đóng cửa. Trong phủ không còn bao nhiêu tiền mặt, ngay cả người làm cũng thuê không nổi. Thôi đành vậy, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết khác. Nè, Tỉnh Dân, nếu như 8 đồng 10 đồng tôi có thể nghĩ cách được. Không có đủ dùng đâu. Cảm ơn ông nha. Đau của con đâu? Bán rồi. Bán à? Tại sao chứ? Là vì cuộc sống. Con có còn là một võ sĩ hay không? Thật là mất mặt mà. Con xin lỗi. Con tìm ta có chuyện gì? Con muốn mượn người một số tiền. Dùng làm gì? Diễm Như cô ấy, cô ấy bị bệnh rất nặng. Cần bao nhiêu? Tiền cọc để nằm viện cần 500 đại dương. Ta có thể cho con tiền, nhưng không thể cho không. Con phải làm việc cho ta. Được, con hứa với người. Con còn không biết ta muốn con làm cái gì mà đã đồng ý rồi. Chỉ cần có thể cứu được vợ của con, kêu con làm gì cũng được. Ta sẽ đưa đủ tiền cho con để trị khỏi bệnh cho vợ con. Cảm ơn lão sư. Đừng vội cảm ơn ta. Ta muốn con lấy danh nghĩa của gia tộc Liễu Sinh, lấy đao làm chứng, thề với trời đất phục tùng mệnh lệnh của ta. Không đồng ý thì con trở về đi. Thank you.
Liễu Sinh tỉnh dân ta, lấy danh nghĩa gia tộc Liễu Sinh xin thề hiếu trung với Sa Tô tiên sinh, phục tùng tất cả mệnh lệnh của người. Nếu không phục tùng mệnh lệnh sẽ rạch bụng tự sát. Tốt. Con lấy tiền được rồi chứ? Bây giờ vẫn chưa thể cho con. Ta muốn trong vòng 3 ngày giết Trần Chân. Sau khi thành công, ta sẽ lập tức đưa tiền ngay. Tỉnh dân, con không được nuốt lời. Sau khi giết Trần Chân, ta sẽ mời bác sĩ tốt nhất thành phố chữa bệnh cho vợ con. Tốn bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ lo cho tới cùng. Cảm ơn lão sư. Tỉnh dân. Sau này đừng gọi ta là lão sư. Bắt đầu từ bây giờ, con không còn là học trò của ta. Trần đại ca. Trần đại ca. Có chuyện gì? Có người nhờ tôi đưa cho anh nè. Người đâu? Đã đi rồi. Cậu ra ngoài đi. Dạ được. Đi em coi. Trên đó viết gì vậy? Là Liễu Sinh tỉnh dân gửi thư khiêu chiến. Trần đại ca. Hả? Có người nhờ tôi đưa cho anh nè. Người đâu? Đã đi rồi. Được rồi, ra ngoài đi. Dạ được. Cho em coi thử. Trên đó viết gì vậy? Là Liễu Sinh tỉnh dân đưa thư khiêu chiến tới. Nói cái gì? 8 giờ ngày mai ở thành Đông Bắc Lý Trang sẽ có quyết đấu. Mỗi bên võ sĩ sẽ giữ tôn nghiêm của võ sĩ nước mình. Tính mạng cả hai do trời quyết định. Kính thư. Bây giờ tỉnh dân đang muốn làm gì đây? Trong thư nói rõ, mỗi người giữ tôn nghiêm của quốc gia mình. Anh có định tiếp nhận không? Anh có thể không tiếp nhận sao? Chắc chắn anh ấy chịu sự sai khiến của Sato rồi. Bất luận ra sao, người ta muốn khiêu chiến, mình phải nhận lời. Đây là giáo huấn của sư phụ lúc sinh thời. Nhưng mà tỉnh dân không hề giống với đám người ngoại quốc đó. Đừng nói nữa. Chỉ cần tỉnh dân tỉ võ, vì nước anh ta mà chiến đấu, anh nhất định cũng vì nước mình mà chiến đấu. Diễm Như, em cố chịu thêm một đêm nữa đi. Ngày mai chúng ta sẽ có tiền rồi. Sau đó anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Liễu Sinh tỉnh dân
Cô tới đây làm gì? Tìm anh có chuyện. Chúng ta ra ngoài hẳn nói. Hôm nay anh đã tới đạo trường Hồng Khẩu đúng không? Đúng vậy. Anh đã kiếm Sato mượn tiền đúng không? Phải. Anh cần tiền tại sao không tới tìm tôi? Cần bao nhiêu tiền anh nói đi, tôi có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của anh. Không cần. Tôi đã thề trước mặt Sato, tôi buộc phải thực hiện. Trước khi gặp Sato tại sao không tới tìm tôi? Xin lỗi, tôi đã không nghĩ tới cô. Trong lòng anh chán ghét tôi như vậy sao? Thiên đại à, cô có thành ý như vậy tôi cảm ơn cô, nhưng tôi không muốn người ta bố thí. Tôi muốn dựa vào khả năng của tôi để đi kiếm số tiền này. Tĩnh Dân, anh coi thử bây giờ anh sống như thế nào. Một nơi hoang dã, một nơi miếu cũ cả ăn mày còn không thèm ở nữa. Tại sao anh phải chà đạp mình như vậy? Vì người đàn bà ngoại quốc đê tiện đó phải không? Thiên đại, cô không được nói như vậy. Tôi phải nói, chúng ta đều có dòng máu của quốc gia mình. Anh vì người đàn bà ngoại quốc mà bỏ thân phận như vậy, có đáng hay không? Thiên đại, cô đừng có nói nữa. Tĩnh Dân, anh đi với em đi. Em không thể nhìn thấy anh lưu lạc như vậy nữa. Rời khỏi người đàn bà ngoại quốc xui xẻo đó đi. Em có thể hầu hạ cho anh giống nô lệ. Cô đi mau đi, không ai có thể bắt tôi rời khỏi Diễm Như được. Sau này tôi không muốn gặp cô nữa. Đứng lại! Nếu anh còn dám ở bên cạnh người đàn bà ngoại quốc đó nữa, tôi sẽ nổ súng bắn chết anh. Tĩnh Dân, Tĩnh Dân. Diễm Như, anh ở đây nè. Con đâu anh? Con thức chưa? Vẫn chưa. Ngủ rất là ngon. Khi nãy có ai tới đây phải không? Đâu có ai đâu. Hình như em nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì. Ở đây là nơi hoang dã, đâu có ai tới đây chứ. Có thể em đang nằm mơ thôi. Khi nãy em đã nằm mơ thấy ác mộng, thấy có người muốn giết anh. Được rồi, em đừng suy nghĩ lung tung. Nè, hãy yên tâm ngủ thêm một chút nữa đi. Em không dám ngủ, em sợ ngủ mê rồi lại mơ thấy ác mộng nữa. Diễm Như à, em yên tâm đi, không ai có thể giết nổi anh đâu. Vậy anh ngồi ở đây với em đi, đừng có đi đâu hết. Được.
anh sẽ mãi mãi không rời khỏi em. Trần Dân, em và Đại An đều không đồng ý anh đi quyết đấu với Tịnh Dân. Anh nhất định phải đi. Bây giờ địch ở trước mắt, người chúng ta phải toàn lực đối phó là Sato, không phải Tịnh Dân. Đánh bại Tịnh Dân chính là đánh bại Sato. Tịnh Dân cũng bị Sato lừa gạt mà thôi. Một người tốt cho dù bị lừa gạt mà làm chuyện xấu, anh cũng sẽ giết chết anh ta. Nhưng mà nếu lỡ anh giết không được thì sao? Người dân nước ta, tại sao ở trên mảnh đất của chính mình lại bị người ngoại quốc ức hiếp? Không lẽ chúng ta không đánh nổi bọn chúng sao? Dù sao thì anh không thể đi. Em đừng khuyên anh nữa. Nếu anh đi thì sẽ rất là nguy hiểm. Bất luận có nguy hiểm hay không, cho dù có chết, anh nhất định cũng không hối tiếc. Anh chết rồi thì em phải làm sao? Lúc trước khi mà anh bị bắt, tụi em muốn cứu anh cũng không thể cứu được. Nhưng bây giờ không có ai ép anh phải đi mạo hiểm, anh hoàn toàn có thể không đi. Sao anh cứ phải ép mình đi vào con đường này? Bởi vì anh là đồ đệ của Quốc sư phụ, đệ tử của Quốc gia, nhận thư khiêu chiến của người ngoại quốc, vĩnh viễn không thể rút lui. Xin lỗi em chị Hưng, cái mạng này của anh xưa nay không hề thuộc về mình. Anh muốn được giống như sư phụ, vì lý tưởng của mình mà cố gắng. Được, anh đi đi. Làm hiệp khách anh hùng của anh đi, làm tinh võ dũng sĩ của anh đi, đi làm đệ tử quốc gia của anh đi. Em không là gì của anh hết. Thank you.
Liễu Sinh tỉnh dân tôi, lấy danh nghĩa gia tộc Liễu Sinh ra xin thề, hiếu trung với Sato tiên sinh, phục tùng tất cả mệnh lệnh của ông ấy. Nếu như không phục tùng mệnh lệnh, sẽ rạch bụng tự sát. Tốt, ta muốn cậu ngồi trong 3 ngày giết chết Trần Chân. Sau khi xong việc, ta sẽ lập tức đưa tiền. Tĩnh Vân, sau này đừng có gọi ta là sư phụ. Bắt đầu từ bây giờ, cậu không phải là học trò của ta. Tĩnh Vân, Tĩnh Vân, Tĩnh Vân. Diễm Như, anh đây. Đừng rời xa em, đừng rời xa em. Em không muốn rời xa anh. Không sao đâu, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Tĩnh Vân, em lại gặp ác mộng. Em bỗng thấy một mình em cô đơn lạnh lẽo ngồi trên chiếc thuyền nhỏ. Thuyền xuôi theo dòng nước cứ không ngừng trôi. Biển rộng mênh mông nhưng không nhìn thấy bờ. Em cũng không biết mình đã trôi dạt tới đâu nữa. Em nghĩ có lẽ em sẽ rời xa anh, đi xa lắm. Diễm Như à, sức khỏe của em bây giờ yếu như vậy, sẽ thường nằm thấy ác mộng đó. Trong đầu đừng có suy nghĩ nhiều nữa, đầu óc yên tĩnh thì em sẽ thấy đỡ hơn nhiều. Đợi sau khi em khỏi bệnh rồi, anh sẽ đưa em ra bờ biển chơi, có được không? Sao hả? Em thật sự sẽ khỏe hay sao? Được mà, chắc chắn sẽ khỏe lại mà. Bệnh của em đã liên lụy tới anh. Anh không cho em nói vậy đâu. Được chăm sóc cho em, đó là vinh dự của anh mà. Tĩnh Vân, anh bỏ đi vinh quang ở nước mình mà tới đây tìm em, để phải chịu khổ tới như vậy. Có một người chồng như anh, cho dù em có chết cũng không có gì đáng tiếc. Em coi, lại nói những chuyện như vậy nữa rồi. Diễm Như, em đừng có nghĩ bậy. Em sẽ không có chết đâu. Bệnh của em chắc chắn sẽ chữa lành thôi, có biết không? Ừ. Đúng rồi, Tĩnh Vân, cây sáo đâu rồi? Đã lâu lắm rồi không nghe anh thổi sáo. Anh thổi cho em nghe được không? Được. Thank you.
Tuy nó là kiếm gỗ, nhưng nếu anh không có kiếm bên mình, cứ như thiếu thiếu cái gì đó. Sato tiên sinh, ngài gọi tôi tới có chuyện gì không? Hôm nay, Trần Chân sẽ quyết đấu với Tĩnh Dân. Sato tiên sinh, ý của ông là... Cậu nhất định phải bảo đảm Tĩnh Dân sẽ giết chết Trần Chân. Dạ. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, có một vị khách muốn tìm cô. Là ai vậy? Tôi chưa hề gặp. Tôi đi coi thử. Dạ chào cô, Tĩnh Dân tiên sinh nhờ tôi nhắn lại vài lời với cô. Có chuyện gì? Hứa Diễm Như tiểu thư bây giờ bị bệnh rất là nặng, cô ấy đang ở Am Tịnh Tu bị bỏ phế ở Thành Đông. Tĩnh Dân tiên sinh hy vọng cô tới đó một chuyến chăm sóc dùng cho mẹ con họ. Nhờ tôi chăm sóc cho mẹ con Diễm Như. Dạ, trước khi anh ấy đi, kêu tôi nói với cô đó. Được rồi, tôi biết rồi. Cáo từ. Chú Bỉnh, chú lập tức tới nhà ông chủ Hứa, nói với Hứa tiên sinh kêu ông ấy tới Am Tịnh Tu ở Thành Đông. À, tôi sẽ đi ngay. Ừ. Thank you.
Tịnh Vân. Tịnh Vân. Tịnh Vân. Diễm Như. Diễm Như. Cô bệnh như vậy sao lại không đi bệnh viện chứ? Chí Hân, sao cô lại tới đây? Tịnh Vân nhờ người tới nói với tôi là cô đang ở đây. Tịnh Vân đâu? Anh ấy và Trần Chân đã đi tỉ võ. Tỉ võ? Hôm qua anh ấy tới Phường Gia đưa thư khiêu chiến cho Trần Chân, sau đó hiện là sáng hôm nay quyết đấu sinh tử. Tôi tới đây là muốn hỏi cô, thật ra chuyện này là sao? Tôi cũng không biết. Hôm qua anh ấy còn ở đây với tôi, nói khi tôi tỉnh dậy thì nhất định sẽ ở bên cạnh tôi. Tôi không nghe nói, tôi không nghe nói anh ấy sẽ đi tỉ võ gì hết. Diễm Như, ngồi xuống rồi nói ha. Tôi đã tới rồi. Cảm ơn ý tốt của anh. Trần Chân, nhưng đây không còn là kiếm của tôi nữa. Tôi sẽ không dùng nó nữa đâu. Chúng ta bắt đầu đi. Diễm Như, mấy hôm nay Tịnh Vân có nói những câu gì khác thường hay không? Hình như anh ấy có nói là hôm nay anh ấy sẽ kiếm được một số tiền, sau đó đưa tôi đi bệnh viện khám bệnh. Chắc chắn là Sato, hắn đang lợi dụng tiền để ép Tịnh Vân ra quyết đấu với Trần Chân. Nhất định là như vậy. Nếu không Tịnh Vân không bao giờ quyết đấu với Trần Chân đâu. Tịnh Vân thật quá khờ, lại có thể vì tiền để người ta lợi dụng. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi, cuộc quyết đấu đã bắt đầu. Họ quyết đấu ở đâu? Phố Bảo Quang ở Bắc Lý Trang. Không được, tôi phải đi ngăn cản họ. Nhưng mà cô đang bệnh nặng như vậy, sức khỏe của cô có được không? Chị Hân, bây giờ không lo nhiều được nữa, nếu như đi trễ thì sẽ không kịp đâu. Mau đi thôi. Được, tôi đi chung với cô. Ừ. Mai Lý à, Mai Lý à. Ôi trời ơi, Hứa tiểu thư, gấp gáp vậy có chuyện gì hay không? Tôi phải ra ngoài một chuyến, có chút chuyện gấp. Làm phiền bà chăm sóc đứa nhỏ giùm tôi. À thôi được rồi. Nếu là cô cứ đi đi, không có sao, cô cứ việc đi đi. Con ạ, mẹ phải đi tìm ba của con. Con phải nghe lời, phải ngoan nha. Mẹ sẽ trở về đón con thật nhanh nha. Thank you.
Uổng công tôi coi anh là một võ sĩ chân chính, anh dùng kiếm gỗ sỉ nhục tôi. Tôi không hề sỉ nhục anh. Đây là Diễm Như đã tặng cho tôi, cho nên thanh kiếm này là thanh kiếm mà tôi quý nhất. Phí lời. Sao em lại tới chỗ này? Em tới ngăn cản anh. Anh làm chuyện ngu ngốc nhất ở trên đời này rồi. Chị Hân và Trần Chân là bạn của chúng ta, họ đã giúp đỡ chúng ta nhiều lần như vậy, tại sao anh vẫn còn làm vậy chứ? Anh đã hứa với Sato rồi, quyết đấu bắt buộc sẽ phải tiến hành. Anh dừng tay đi. Diễm Như, Diễm Như, đừng qua đây. Tịnh Dân, đoạn kiếm của gia tộc Liễu Sinh các anh từng nói với em, anh nói cho em biết là nó dùng để tự sát. Nếu như anh còn không chịu ngừng tay, em sẽ chết ở trước mặt anh.
sao lại như vậy? Lại bị con đàn bà hèn hạ đó phá hỏng rồi. Em sẽ không chết đâu. Em sẽ không chết đâu. Diễm Như à, sắp còn Diễm Như, em sẽ không chết đâu. Sẽ không chết đâu. Diễm Như, em hãy ráng lên. Em hãy ráng lên đi Diễm Như à. Em hãy ráng lên à. Diễm Như, Diễm Như, em ráng lên đi Diễm Như, em đừng chết. Em sẽ không chết đâu mà. Diễm Như, 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 Diễm Như. Diễm Như, Diễm Như, Diễm Như, cha tới thăm con nè. Sao lại như vậy? Diễm Như, cha tới thăm con nè Diễm Như. Diễm Như, bây giờ cha đã tới rồi nè. Tại sao con lại như vậy chứ? Cha tới thăm con nè Diễm Như à. Diễm Như, cha đúng thật là
Một tên già hồ đồ quá tuyệt tình mà. Con gái à, là cha đã hại chết con rồi. Tại sao con có thể như vậy, bỏ lại cha một mình ở trên cõi đời này? Cha đã hại chết con rồi. Cha đã hại chết con thật rồi. Diệm Như, Diệm Như. Hứa tiên sinh, bác đừng quá đau lòng, hãy bảo trọng sức khỏe. Tôi là cái tên già không trọng tình nghĩa, đã hại chết nó rồi. Bác cũng đừng tự trách, bất cứ cha mẹ nào cũng đều yêu thương con cái của mình mà. Còn yêu thương cái gì nữa? Con của tôi đã về nhà. Đứa con của tôi, đứa con gái ruột của tôi. Hứa tiên sinh, đây là con của con và Diễm Như. Bé con à, sau khi nó trưởng thành, ông đừng nói với nó là cha của nó là một người nước ngoài. Xin ông hãy nuôi nấng nó. Dù sao nó cũng là cốt nhục của Diễm Như. Phương tiểu thư, xin lỗi cho sự lỗ mãng của tôi và tội lỗi không thể tha thứ được. Hậu sự của Diễm Như làm phiền các người vậy. Giờ cậu ta muốn đi đâu vậy? Anh muốn đi đâu? Trần Chân, tôi rất lấy làm tiếc. Giữa anh và tôi, võ công vẫn không phân định thắng thua. Là một võ sĩ, tôi rất lấy làm tiếc. Đạo trường Hồng Khổng. Sato tiên sinh, cậu còn mặt mũi về đây gặp tôi sao? Cậu từng lấy danh nghĩa của gia tộc Liễu Sinh để thề phải đẩy Trần Chân vào chỗ chết, cậu còn nhớ không? Đúng vậy, tôi đã không giết được Trần Chân. Lần này tôi trở về đây
là muốn thực hiện lời hứa của mình, lấy cái chết để tạ tội. Cậu thật khiến cho tôi quá thất vọng. Người đã làm bẩn thanh danh của gia tộc Liễu Sinh, có còn xứng đáng làm đại võ sĩ của đế quốc nước ta nữa hay sao? Xin lỗi Sato tiên sinh, bao nhiêu năm nay giáo huấn của ông đối với tôi, ân huệ của ông đối với tôi, tính nhân tôi cảm thấy xấu hổ trong lòng. Nhưng mà lần này trở về đây, ngoại trừ trả nợ còn phải báo thù. Hắn Sơn Bổn Hoành là kẻ thù đã giết vợ của tôi. Cậu tưởng dưới mắt của ta có thể tự ý giết người được sao? Giết không được cũng phải giết. Giáo huấn của gia tộc Liễu Sinh, có ơn phải trả, có thù phải báo. Sơn Bổn Hoành, bây giờ tỉnh dân khiêu chiến với cậu, có thể chấp nhận sự khiêu chiến của gia tộc Liễu Sinh là vinh hạnh của cậu. Cậu nghĩ sao? Sato tiên sinh, tôi là một người võ sĩ, tôi chấp nhận khiêu chiến. Tịnh Vân, tôi thua rồi, mau trả thù cho vợ của anh đi.
Liễu Sinh tỉnh dân, gia tộc Liễu Sinh, vì không thể thực hiện chức trách của một võ sĩ đã làm ô nhục danh dự của võ sĩ, tự nguyện rạch bụng tự sát để tạ thiên hoàng. Liễu Sinh, bắt đầu đi. Diễm Như, anh tới đây. Thank you.
Thiên Đại. Thiên Đại, Thiên Đại, võ sĩ rạch bụng là việc thiêng liêng, đàn bà không được ở chỗ này, lui về. Từ khi em gặp được anh, em đã tìm kiếm hoài một cơ hội như vậy. Hôm nay em đã được thực hiện. Em sống không là người của anh, chết em sẽ làm quỷ của anh. Đại này phải được dung hòa chung với máu của tỉnh dân. Hứa tiên sinh, tỉnh dân đi rồi. Tôi biết rồi. Ông không sao chứ? Tôi không sao. Cuộc đời này của tôi, những chuyện nên làm tôi đã làm hết. Cậu không cần phải lo lắng cho tôi. Đi làm chuyện mà cậu nên làm đi. Đừng để đám nước ngoài đó ở trên lãnh thổ của chúng ta, muốn làm gì thì làm đó. Ông yên tâm đi.
Trần Chân. À, sư huynh. À, sư huynh à, bệnh Hứa tiên sinh bây giờ thế nào rồi? Sư huynh à, bệnh Hứa tiên sinh bây giờ thế nào rồi? Ông ấy bỏ sản nghiệp, đóng cửa xưởng sợi. Đó là chuyện người thường không thể làm được đâu. Trần Chân, Trần Chân à, Trần Chân à, bây giờ là lúc nào rồi mà còn dám ở đây hả? Sato tiên sinh nó giống như là tiên điên, đi kiếm cậu khắp nơi. Hắn nói nhất định phải giết cậu đó. Ông không phải vì Sato nên tôi bắt tôi sao? À, Trần Chân à, bây giờ là lúc nào rồi cậu còn nói những lời lẽ đó với tôi chứ? Cậu có biết không hả? Tòa thị chính và cục cảnh sát sắp sửa dọn ra khỏi Bắc Bình. Tôi cũng chuẩn bị phải đi rồi đó. Cục trưởng à, toàn bộ rút hết, Bắc Bình ai lo đây? Không còn ai lo nữa. Tôi nghĩ e là giao cho người nước ngoài rồi. Cái gì? Còn quân đội thì sao? Lâu nay không phải quân đội đang đối kháng lại người nước ngoài sao? Đó chỉ là đối kháng nhất thời thôi. Lão tướng cũng phải muốn đánh một đội 29 quân chống được mấy ngàn đây hả? Trần Chân à, hôm nay tôi tới đây là muốn nói với cậu, xe lửa của tôi hôm nay cũng rời khỏi Bắc Bình. Tôi muốn dẫn các người đi chung. Bây giờ tôi không thể làm bất cứ chuyện gì nữa. Vào ngay lúc này tôi có thể làm được chính là dùng một chút sức lực cuối cùng để bảo vệ các người. Vậy ông muốn đi đâu? Nam Kinh. Trưa hôm nay chuyến xe lửa lúc 2 giờ trước trạm xe lửa. Hãy mau thu dọn đồ đạc đi. Kim cục trưởng. Vậy tại sao ông vô duyên vô cớ giúp đỡ chúng tôi? Vì chúng ta cùng dân tộc. Sư huynh à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Em thấy Kim cục trưởng cũng rất có thành ý. Hay là nghe lời của ông ấy, tạm tránh né rồi hẳn tính. Anh đi nói với chú Bỉnh, mau thu dọn hành lý đi. Được, tôi sẽ đi ngay. Có thể làm được hay không đi? Nhanh lên. Nhanh lên qua bên kia kìa. Có chừng kể tao. Cục trưởng à, xe lửa sắp khởi hành rồi, đừng có đợi nữa, chúng ta hãy mau đi thôi. À.
Sato tiên sinh, cửa lớn của Hứa gia đã đóng chặt, nhà Phương gia để nhà trống, Kim cục trưởng cũng không thấy, Trần Chân cũng đã biến mất. Lập tức đi tìm dấu vết của hắn cho ta. Sơn Bổn Hoành, Thiên Đại, Tỉnh Dân, tất cả cũng vì hắn mà chết. Tôi nhất định phải giết chết hắn. Nhưng lỡ như hắn rời khỏi Bắc Bình thì sao? Liên hệ Thượng Hải, thông báo đạo trường Thạch Tỉnh sang bằng tin võ hội. Chúng ta đợi đi. Tôi không tin là Trần Chân và Lục Đại An không xuất hiện. Dạ. Trường Tiểu học Hân Quy, thành phố Bắc Bình. Trường học đã lâu rồi không mở lớp. Em đi coi thử có căn phòng nào để ở được hay không. Sư huynh, anh ở lại Bắc Bình có dự tính gì không? Anh cũng chưa biết nữa. Chính phủ đã bỏ rơi Bắc Bình, còn quân ta lại chống trả không nổi quân đội Đông Dương. Tình hình như vậy, anh phải làm chút gì đó. Anh tính làm chuyện gì? Em nói coi. Đạo trường Hồng Khẩu. Đúng, Hứa tiên sinh nói không sai. Chúng ta không thể để cho đám người nước ngoài ở trên mảnh đất của chúng ta, có thể muốn làm gì thì làm. Xong rồi, Đồng Giác thật là ngoan. Thím ơi, bánh bao cũng sắp chín rồi. Bồ Tát phù hộ cả nhà bình an. Con đường bảy. Thím ơi. Đồng Giác, chạy nhanh lên. Bà ơi. Anh đứng ở đây một mình suốt cả buổi sáng rồi. Anh có tâm sự phải không? Anh đang nghĩ Bắc Bình loạn tới như vậy, Thượng Hải chắc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Anh đang lo cho Sư Thái và Đồng Giác, sợ họ xảy ra chuyện gì. Vậy thì anh tới Thượng Hải đón họ đi, rồi sau đó cùng nhau trở về quê.
anh nhất định phải tiếp tục kháng địch. Trần Chân, chúng ta đừng có tranh giành với vận mệnh. Bây giờ cả chính phủ cũng không lo nổi việc quốc gia, chúng ta có thể làm được gì? Chuyện quốc gia anh thực sự lo không nổi, nhưng mà chuyện tới đạo trường Hồng Khẩu giết chết Sato anh có thể làm được. Nhưng làm như vậy là quá mạo hiểm. Bây giờ em chỉ muốn sống những ngày tháng yên ổn, muốn có một căn nhà của mình. Chị Hân à, Long sư trưởng từng nói với anh, quốc gia không còn thì có còn Quốc gia, Phương gia, Hứa gia không? Bây giờ nếu như mỗi một người đều có suy nghĩ giống như chúng ta thì đất nước chúng ta thực sự sẽ không còn nữa. Em sợ rồi. Em thực sự rất sợ. Người thân bên cạnh của em, từng người bỏ em mà đi. Em gắng gượng tới bây giờ đã thấy mệt lắm rồi. Em không thể mất anh nữa. Chị Hân à, anh biết chứ, nhưng em có thể ủng hộ cho anh không? Lương đã chuẩn bị xong hết chưa vậy? Đã có 17 kho lương đã dọn trống, vẫn còn 5 cái nữa, trưa hôm nay có thể dọn sạch toàn bộ. Lương thực và củi dầu đã gom đủ hết chưa? Kho lương đã chất đầy củi dầu, vẫn còn 100 tấn lương thực cuối cùng, hôm nay chắc chắn sẽ được đưa tới. Tốt, rất tốt. Ngoài ra, chúng tôi đã mua đứt hết tất cả thuốc men của các tiệm thuốc ở Bắc Bình, bây giờ đều đang tồn trữ dưới kho hàng, đợi sau khi quân ta vào thành sẽ chuyển giao. Sáng sớm ngày mai quân ta sẽ vào thành, trưa ngày hôm nay các cậu phải lo xong tất cả mọi việc. Nếu có sai sót, giết chết không tha. Dạ. Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Đông Giác. Chào chồng. Chào chồng. Đông Giác, có chuyện gì vậy? Sư huynh. Trần Chân. Sư huynh, tại sao hai người lại tới đây? Người đồng dục quyết định tiêu diệt Tinh Võ Hội ở Thượng Hải. Anh dẫn Đông Giác liều chết chạy tới đây đó. Vậy còn sư thái? Bây giờ sư thái đã đi rồi. Đệ tử Quốc gia chỉ còn lại chúng ta mà thôi. Sau này Tinh Võ Hội phải nhờ vào chúng ta đó.
Chị Hân à, Đông Giác mệt rồi, đưa nó về phòng đi. Đang à, tình hình bên ngoài sao rồi? Mấy hôm nay đạo trường Hồng Khẩu hoạt động khắp nơi, đi tới đâu cũng đều trữ đồ. Ở bến tàu phía Nam Thành còn chiếm rất nhiều kho hàng, hơn nữa còn dọn sạch sẽ kho hàng của chúng. Vậy đi, khi đi tới Nam Quyển tìm sư trưởng Long, nếu như hai bên đã khai chiến, tình trạng này mà nói với bên ta rất quan trọng, nên chúng ta càng phải cố gắng hỗ trợ, đừng để đạo trường Hồng Khẩu chiếm lợi thế. Ừ, được, sáng mai em sẽ đi ngay. Sư huynh à, anh và Đông Giác tạm thời ở lại đây đi, để lo xong việc em sẽ lập tức quay về. Không được, các cậu đi đạo trường Hồng Khẩu giết bọn Đông Dương, tôi cũng muốn đi. Bên chúng ta có bao nhiêu người phải chết trong tay bọn họ, mối thù này tôi nhất định phải trả. Sư trưởng Lâm đang ở đâu vậy? Bị thương rồi, đang ở bệnh viện chiến địa. Cha, con là Đại An đây. Cha hãy tỉnh lại đi cha. Con là Đại An đây cha. Cha, con là Đại An đây. Đại An, tiểu tử con tới thiệt là đúng lúc. Tại sao con biết là cha sẽ chết hả? Trần Chân kêu con tới đây, muốn cha cùng con dẫn lính xông vào đạo trường Hồng Khẩu. Trễ rồi, binh lính của cha đều đã chết hết, bây giờ trên chiến trường không còn ai nữa hết. Cha, nói với Trần Chân hãy mau rời khỏi Bắc Bình. Quân đội dần đã nhận được lệnh, trưa ngày hôm nay những người còn lại đều phải rút hết khỏi Bắc Bình. Bắc Bình giữ không nổi rồi. Cha, Đại An, Long gia ta sau này mỗi năm tới ngày giỗ của cha, con hãy nhớ, còn nhớ đốt chút giấy cho cha. Cha. Chị Hân à, anh và sư huynh đã bàn bạc rồi. Tối hôm nay em và Đông Giác hãy tạm tới Hoàng Phủ Gia lánh tạm đi. Sáng sớm ngày mai anh và Đại An sẽ tới tìm em. Sao anh lại không đi cùng với mọi người? Anh chờ Đại An quay về, còn giải quyết một chút chuyện. Còn chuyện gì cần giải quyết chứ? Muốn đi thì mình cùng đi đi. Nguyên Anh sư huynh còn ở Bắc Bình, anh phải sắp xếp ổn thỏa cho anh ấy rồi mới đi. Nguyên Anh sư huynh cũng có thể đi cùng chúng ta mà. Lần này sư huynh dẫn theo Đông Giác là muốn cùng nhau về Thượng Hải. Bây giờ không còn đường lui nữa, anh sẽ sắp xếp đường thủy cho họ đi. Trần Chân, anh gạt em. Tại sao phải gạt em? Anh chỉ muốn đuổi bọn em đi trước, sau đó đi tìm Sato liều mạng. Chị Hân à, bây giờ là lúc nào rồi?
Bắc Bình đã trở thành nơi của bọn Đông Dương. Nếu như anh muốn đi tìm Sa Tu thì anh cũng sẽ không đi vào lúc này. Anh thật sự không gạt em chứ? Chị Hân à, anh hứa với em, sáng sớm ngày mai anh sẽ tới nhà chú Hoàng Phụ đón em. Sư huynh. Đan. Sư huynh. Chú Bỉnh. Xong hết chưa? Xong rồi. Chú Bỉnh, làm phiền chú tối hôm nay đưa Chí Hân và Đông Giác tới nhà Hoàng Phủ tạm lánh đi. Tôi và Đại An sẽ đi theo sau. À, được rồi. Chí Hân à, em tới nhà chú Hoàng Phủ trước, anh sắp xếp xong mọi việc sẽ tới tìm em. Xảy ra chuyện gì? Vào nhà rồi nói. Đan à, tình hình bên Lộc Lão Gia thế nào rồi? Cha của em đã chết rồi. Trưa nay quân ta trấn thủ Nam Uyển đã toàn bộ rút khỏi chiến địa. Cha của em trước khi nhắm mắt nhờ em chuyển lời cho anh hãy mau rời khỏi Bắc Bình, vì Bắc Bình bây giờ không giữ được nữa. Lòng Lão Gia đúng là một anh hùng dân tộc chân chính. Lúc em trở về đã đi trinh sát khắp thành, quân đội và cảnh sát toàn bộ đều rút khỏi Bắc Bình. Bây giờ toàn bộ Bắc Bình chỉ là một thành trống không còn ai. Chỉ cần trời sáng quân địch sẽ vào thành ngay. Trần Chân, chúng ta làm sao đây? Tối hôm nay chính là cơ hội cuối cùng. Nhưng dựa vào chúng ta bây giờ có bao nhiêu phần thắng chứ? Không đợi được nữa, chánh sẽ thắng ta. Giết! Dù Bắc Bình sáng sớm ngày mai bị chiếm đóng thì đêm nay chúng ta cũng phải sang bằng đạo trường Hồng Khẩu. Phải. Ở trong thành chúng ta còn 7-8 người, tính hết vào chúng ta cùng nhau làm. Trước khi trời tối em sẽ gọi đủ người tới, tối nay có thể tiến công bất cứ lúc nào. Sư huynh, Đại An, tôi có lỗi với hai người. Trong đêm hôm nay cho dù xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện đều nghe theo ông trời. Thù nhà nợ nước, chết cũng không hối tiếc. Trần Chân. Chí Hân. Trần Chân. Có chuyện gì? Hứa tiên sinh tới rồi. Hứa tiên sinh tới làm gì? Ông ấy tới chào tạm biệt. Ông ấy muốn đưa con của Diễm Nhi và Liễu Sinh tới Tế Nam, sau đó trở về quê ở Tô Châu. Hứa tiên sinh. Trần Chân à, tôi phải đi rồi. Khi nào ông đi? Bây giờ. Trước khi tôi đi, tôi muốn làm người chứng kiến cho hai người. Chứng kiến gì chứ? Trần Chân à, cậu và Chí Hân đối với tôi mà nói không phải người thân, nhưng hơn hẳn người thân. Cho nên trước khi tôi đi, muốn chủ trì hôn lễ cho hai người. Mọi chuyện thật đơn giản, không tiệc rượu, không áo cưới, không động phòng. Nhân lúc tôi vẫn còn sống, hãy để tôi làm người chứng kiến cho hai người.
Hứa tiên sinh, qua khỏi đêm nay cũng không biết con đường chúng ta đi sẽ ra sao, nhưng mà tôi muốn nói với ông một câu. Mấy năm qua chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn. Ông vĩnh viễn là trưởng bối mà tôi kính trọng nhất. Trần Chân à, tôi sắp rời khỏi đây rồi. Sau này nếu như hai người có chuyện gì vui thì hãy viết thư cho tôi, để cho người già cô đơn này cũng được vui một chút. Tôi muốn đưa đứa cháu ngoại này về quê. Đừng có tiễn nữa, đừng có ai tiễn nữa nha. Cứ giống như trước khi tôi tới Phương gia, tự tới rồi tự đi. Thượng úy à, cháu ngoan à, nhìn thêm nơi này một chút đi. Đây chính là nơi mà cha mẹ của con đã từng ở đây. Lần này sau khi rời khỏi cũng không biết tới khi nào mới có thể trở về đây nữa hả Diễm Như à. Con hãy yên tâm, cha sẽ nuôi đứa nhỏ này khôn lớn trưởng thành. Nếu như con ở trên trời lên thiên thì con hãy phù hộ cho đứa con của con được khỏe mạnh vui vẻ. Lão gia, không còn sớm nữa, chúng ta đi nhanh thôi. Đem theo, hãy giữ làm kỷ niệm cho đứa nhỏ này. Mình đi thôi. Dạ lão gia. Chiếc xe cuối cùng đã tới rồi. Các xe còn lại đâu? 5 xe thuốc và 15 xe các vật tư cần dùng thì đều đang trên đường. Nhất định phải cẩn thận,
đừng để xảy ra chuyện gì. Từ từ thôi. Dạ, từ từ thôi. Còn nữa, rồi, chuyện sau đi, khi chuyện lo đi. Xong mọi chuyện, giải quyết tất cả mọi người. Dạ. Cháu Trăng. Đồng Giác, cô đi theo cô, nhất định phải nghe lời. Ừ. Đi đi. Ừ. Trần Trân, ngày mai em muốn đi chung với anh. Chị Hân à, bây giờ Bắc Bình đã là một thành bỏ trống, ngày mai xảy ra chuyện gì anh cũng không biết nữa. Em đi theo Đồng Giác đi, anh sẽ yên tâm hơn. Nhưng mà anh ở lại đây em không yên tâm. Anh sẽ cẩn thận mà. Em yên tâm đi. Bây giờ anh là người đã có vợ rồi, anh phải hứa với em, cho dù gặp phải chuyện gì, tuyệt đối không được nóng nảy. Anh hứa với em, anh sẽ không sao đâu. Không còn sớm nữa, em mau lên đường đi. Đi. Trần Trân, em có một linh cảm, cứ sợ sau này không gặp lại anh nữa. Em nói gì vậy? Sau này chúng ta còn phải vui vẻ hạnh phúc sống cùng với nhau. Được, em đợi anh. Em lên xe đi. Sư huynh, đã tập trung đủ mọi người rồi, khi nào mới ra tay vậy? Đi. Trường tiểu học Hân Quy. Mời. Tam đạo tiên sinh, tôi xin mời ông một ly. Được. Tam đạo tiên sinh à, quân của phía chúng ta ngày mai sẽ vào thành. Phía bên trung thôn tướng quân, phiền ông lo liệu dùm cho. Được. Gần đây công lao của Sa Tô tiên sinh ở Bắc Bình, trung thôn tướng quân đều biết hết rồi. Cảm ơn. Nè mọi người, mời Tam đạo tiên sinh một ly đi. Mời.
Sato tiên sinh. Có chuyện gì? Sato tiên sinh, mấy kho lương của chúng ta đều đã bị đốt sạch. Có biết ai làm không? Bây giờ vẫn chưa biết. Cậu ở đây tiếp đãi Tam Đảo tiên sinh. Tôi đi gửi điện báo sẽ trở về ngay. Dạ. Mời. Tam Đảo tiên sinh. Hả? Tôi mời ông một ly. À, được được. Mời. Tất cả sợ mời hết chỗ này. Sao anh phải gạt em? Là anh muốn đuổi tụi em đi trước, sau đó đi tìm Sato để liều mạng. Dừng xe. Tiểu thư, có gì dặn dò? Con phải trở về. Ồ, về về đâu đây hả? Về thành. Hả? Tiểu thư, tiểu thư à, vừa mới ra khỏi thành, sao cô lại quay về chứ? Con cần phải trở về. À dạ, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Trần Chân cho chúng ta đi, anh ấy chắc chắn sẽ cùng với đại anh tới đảo Trường Hồng Khẩu. Có thật vậy không? Chắc chắn là như vậy. Chú Bình, chú hãy đưa Đồng Giác tới nhà hoàng phủ đi. Còn cô thì sao? Mau đưa Đồng Giác đi đi. Cô ơi, cô muốn đi đâu vậy? Đồng Giác, cô sẽ trở về giúp chú Chân. Con cũng muốn đi chung với cô. Chú Bình, nếu như chúng tôi không trở về, Đồng Giác xin nhờ chú chăm sóc. Đại tiểu thư à, tôi năn nỉ cô đó, đừng nói những lời xui xẻo này mà. Trên đường đi cô nhất định phải cẩn thận. Con biết rồi. Hai người mau đi đi. Chúng ta đi thôi. Thank you.
Trần Chân, cuối cùng cậu cũng tới. Sato, ông không chỉ là kẻ thù của một mình Trần Chân tôi, mà còn là kẻ thù của dân tộc tôi. Tôi muốn trước khi quân của các ông vào thành, sang bằng đảo Trường Hồng Khẩu, hủy diệt cơ quan đặc vụ của ông. Bên cậu đã sắp diệt vong, dựa vào sức của một mình cậu có thể cứu vãn được sao? Tôi nói cho cậu biết, Bắc Bình sau khi mặt trời mọc sẽ chỉ có một lá cờ Thái Dương được treo lên. Dân tộc của cậu sẽ trở thành lịch sử. Tôi khinh đám Đông Dương các ông có gì mà so sánh được với vạn lý sơn hào của chúng tôi. Ông đúng là quá coi thường người dân của chúng tôi rồi. Được, tôi sẽ dùng máu của Trần Chân cậu mở đường cho quân chúng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tìm em, sao anh không giữ lời? Tại sao em lại quay lại? Em không yên tâm. Cho dù như thế nào cũng không thể bỏ lại một mình anh được. Đừng khóc nữa, ai cũng phải chết. Anh đã chết rất nhiều lần rồi, chỉ là lần này không qua được. Trời ơi, anh không thể chết. Anh đừng hứa sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời mà. Anh không thể chết. Anh xin lỗi, anh không làm được. Đợi sau khi anh đi rồi, em nhất định phải giúp anh chăm sóc Đông Giang. Thank you.